hồi thứ ba mươi bốn nơi lữ điếm thạch dũng đưa thư dũng lương sơn qua vinh bắn nhạn bây giờ tần minh cùng hoàng tính đi ra cổng trại trông thấy hai đường quân mã rất đông một đường là tống giang với qua vinh một đường là yến thuận dương nụy hổ đều dẫn hơn một trăm người kéo đến khi tới nơi hoàng tính vội mở cổng trại bỏ đích kiều xuống để đón hai đường binh mã cùng vào trong trại. Tống Giang truyền lệnh cho bọn Lâu La không được giết hại một người dân và một người lính nào trong trại đó. Lại truyền cho vào trại bên Nam, bắt hết cả nhà lưu cao để giết. Dương Nụy Hổ được lệnh ấy, dội vàng đến đó cướp lấy vợ lưu cao, cùng các thứ kim ngân tài vật, lừa ngựa trâu dê thì giao cho đám Lâu La thu nhặt để tải về. Hoa Vinh trở về nhà, thu dọn các đồ đạc xếp vào xe tải và bảo vợ cùng em gái sửa soạn ra đi. Công việc thu xếp đâu đó yên ổn rồi, mấy vị hảo hán cùng nhau giống ngựa áp tải các đồ vật mà trở về sơn trại. Khi về tới sơn trại, Dương Nụy Hổ vội đem vợ lưu cao, giấu vào trong tư phòng. Yến Thuận thấy vậy liền hỏi rằng, con đàn bà đê tiện ấy đem đi giấu làm gì? Dương Nụy Hổ đáp rằng, Phen này đã bắt được về tới đây, xin để cho tôi làm phu nhân áp trại. Yến Thuận nói: Đành rằng để cho bác làm phu nhân áp trại, xong hãy đem ra đây cho tôi hỏi đã. Tống Giang bảo với mọi người rằng: Chính tôi cũng đưa muốn hỏi chuyện nó, xin hãy đem ra đây. Dương Nụy Hổ chân lời cho gọi chị chàng ra trước cửa sảnh, chị chàng kia khóc lóc kêu Giang xin tha tính mạng. Tống Giang quát lên rằng Giống giang dâm này còn ní non về nỗi gì nữa Ta nghĩ mày là một người vợ con nhà quan Nên mới cứu cho thoát nạn Ai ngờ mày đem lòng tàn ác mà toan hại ta Đồ giống ơn bội nghĩa Thì trời đất nào dung thứ được Yến Thuận đứng phắt dậy nói rằng Giống dâm phụ ấy còn hỏi làm gì nữa Nói đoạn rút dao lưng ra Chém cho một nhát ngã gục xuống đó gươm vàng pha dị tanh hôi máu hồng nhuộm máu con người bạc đen thế gian nhắn bạn thuyền quyên ở đời liệu thói đảo điên nên chừa dương nụy hổ thấy vậy trong lòng lấy làm tức giận vô cùng liền vớ một thanh đao toàn đánh nhau với yến thuận bọn tống giang đứng dậy vội vàng giữ lại khuyên bảo dương nụy hổ rằng Yến Thuận giết đứa dâm phụ ấy là phải lắm. Bác phải biết rằng tôi hết sức cứu nó, cho vợ chồng lại được đoàn tụ với nhau, vậy mà nó còn trở mặt xui chồng toan hãm hại tôi. Con người như thế nếu để về sau tất là nguy hiểm. Vậy sau đây tôi xin tìm cho bác một người rất là xứng ý, đừng nên nghĩ đến con người ấy làm chi. Yến Thuận cũng bảo Dương Nụy Hổ rằng, nếu anh còn muốn để con đàn bà ấy về sau, Tất nhiên có phen nó lại hại chứ không chơi. Dương nụy hổ bị can như vậy thì nín lặng không biết nói làm sao được. Yến Thuận gọi lâu la kiên bỏ xác rửa sạch quyết tính rồi lại sai dọn tiệc ăn mừng. Ngày hôm sau, Hoa Vinh mời Tống Giang Hoàng Tính làm chủ hôn, Yến Thuận Dương Nụy Hổ và Trịnh Thiên Thọ làm nhà mối để làm lễ thành hôn cho em gái lấy tần minh. Bao nhiêu lễ vật đều tự qua vinh xuất tiền mãi biện, đoạn rồi cùng nhau ăn uống vui chơi ba bốn ngày, rất là thỏa thích. Cách năm bảy hôm, thấy Lâu La đi thám sự về báo rằng, quan phủ Mộ Dung hiện đã để công dân lên phủ trung thư, tâu rõ về việc qua vinh tần minh hoàn tính làm phản, và xin đại đội binh mã nay mai đánh dẹp núi Thanh Phong. Các vị hảo hán nghe báo cả kinh, liền cùng nhau bàn định mưu kế để cự địch quân quan. Tống Giang nói với chúng rằng: "Ở đây là một nơi sơn trại tầm thường, lỡ như quan quân kéo đến thì cũng khó lòng cự địch. Vậy tôi có một kế này, chẳng hay các ngài có ưng thuận không?" Mọi người đều nói rằng: "Quân trưởng có kế gì xin cứ nói cho nghe." Tống Giang nói: Gần đây có một nơi là Lương Sơn Bạc, bên trong có thành quyển tử, có dũng liễu nhi, dài rộng 800 dặm. Hiện có tiều thiên dương tụ rất đông quân ở đó, quan quân không hề dám xâm phạm đến nơi. Vậy chúng ta nên đến đó nhập bọn thì có lẽ tốt hơn. Tần Minh nói, nếu được những chốn như vậy thì còn gì hơn nữa, nhưng bây giờ không có ai quen biết mà tiến dẫn ta lên, thì có khi nào họ chịu nhận Tống Giang cả cười, liền đem chuyện Tiều Thiên Dương cướp lễ sinh nhật, cho đến khi đưa vàng tạ ơn, rồi đến nỗi xảy ra chuyện giết hại Diêm Bà Tích, lên đên lưu lạc giang hồ, thuật lại cho mọi người nghe. Tần Minh nghe nói cả mừng đáp rằng, nếu vậy huynh trưởng là đại ân nhân của bọn họ, thì còn ngại gì đến chuyện kia? Ta nên mau mau thu xếp đi ngay, kéo chậm trễ tất nhiên lỡ việc. Nói đoạn chúng lập tức sắp mười mấy cổ xe và cộng có hai ba cổ ngựa tốt đều để tải đi. Còn đám lâu la kẻ nào không muốn theo thì cho tiền nông đi tìm chủ khác, kẻ nào muốn theo thì biên vào sổ quân. Bây giờ tính cả quân lính của Tần Minh đem đến, cộng được hơn bốn năm trăm người chia làm ba đội, đều giải dạng quan quân đi đánh Lương Sơn Bạc. Khi thu xếp xong đâu vào đó, các hảo hán đều đốt bỏ sơn trại, chia quân làm ba đội. Tống Giang cùng qua Vinh dẫn bốn năm mươi tên lâu la và bốn mươi tên kỵ mã, hộ tống năm bảy cổ xe đi trước. Tần Minh Hoàng Tính dẫn tám chín mươi quân ngựa cùng mấy cổ xe đi đội thứ nhì. Yến Thuận Dương Nụy Hổ cùng Trịnh Thiên Thọ dẫn bốn năm mươi cổ ngựa và hơn hai trăm lâu la đi đội thứ ba. Trong chừng thẳng chỉ lương sơn bạc. Trong khi đi đường, các cờ hiệu đều rõ là quan quân đi đánh giặc, vì vậy mà không ai dám ngăn trở đường đi. Đi đường được năm bảy ngày, một hôm Tống Giang cùng Qua Vinh cưỡi ngựa đi trước, bọn quân mã áp tải người nhà đi sau, cách ước hai mươi dặm đường. Khi đến một nơi gọi là Đối Ảnh Sơn, có hai tòa núi ở hai bên, khoảng giữa là một khu đất rộng phẳng. Chợt nghe trong núi có tiếng thanh la đánh ầm cả lên, Hoa Vinh thấy vậy bảo với Tống Giang rằng Chỗ này chắc có cướp bóc răng ngăn đường Ta phải phòng bị chống cự mới được Nói đoạn liền cấp gươm vào nách Lấy cung tên ra Sắp sửa cẩn thận Rồi nhất diện sai quân kỵ Thôi thúc hai toán xe ngựa đằng sau Kéo lên đóng vào một nơi Đoạn rồi Hoa Vinh cùng Tống Giang Dẫn hơn 20 tên kỵ quân Đi thám thính đường lối Đi được già nửa dặm đường chợt thấy phía trước mặt có một toán quân mã ước hơn trăm người mặc toàn áo đỏ giáp đỏ có một người tráng sĩ mặc áo đỏ hoành tay kích ngồi trên mình ngựa quát to lên rằng hôm nay ta quyết cùng ngươi một trận xem ai được ai thua đoạn rồi thấy đằng sau núi trông thấy ước một trăm nhân mã đều mặc áo trắng giáp trắng cầm thiên phương quả kích cưỡi ngựa đi trước đôi bên cờ trắng đỏ phất với chiên trống gian lừng hai bên tráng sĩ cũng dương kích sông ngựa lẳng lặng ra giữa khoảng đất rộng đánh nhau tới hơn 30 hiệp chưa ngã được thua qua Vinh cùng tống giang ngồi trên mình ngựa nhìn ra liền lắc đầu khen ngợi luôn mồm sau qua Vinh đánh ngựa đi gần đến chỗ đánh nhau thấy hai tráng sĩ đương hăng hái ra sức hai cây kích loáng nhoáng như hai cành phan bị gió thổi, rồi bỗng dưng hai cái ngù ở trên đầu kích quấn chặt lấy nhau, không sao mà gỡ ra cho được. Hoa Vinh ngồi trên mình ngựa, thấy vậy, thì liền cầm cương ngựa lại, tay tả vớ lấy cây cung trong túi phi ngư, tay hữu vớ lấy một mũi tên trong tẩu thú, rồi đặt tên lên cung, giang tay thẳng cánh, nhằm giữa mối hai cái ngù xoắn vào với nhau, mà bắn ra một phát đứt hẳn làm đôi, tung đôi kích ra mỗi đằng một ngã. Tuổi hơn hai trăm người trông thấy thì vỗ tay reo ầm cả lên. Hai tráng sĩ cũng dừng tay kích, quay ngựa xông đến trước mặt Hoa Vinh, đều cúi chào mà xin hỏi tên người bắn giỏi. Hoa Vinh chỉ vào Tống Giang mà nói rằng, Người nghĩa quân tôi đây là cập thời vũ Tống Công Minh, là áp ti ở huyện Dận Thành khi trước còn tôi đây là tiểu lý Quảng Hoa Vinh làm tri trại ở Trấn Thanh Phong. Hai tráng sĩ nghe nói dội vàng nhảy xuống ngựa, bỏ tay kích ra, rồi lại lấy, lấy lại để mà nói rằng Chúng tôi được nghe tiếng đã lâu. Tống Giang cùng Hoa Vinh xuống ngựa, đỡ hai người dậy mà hỏi rằng Xin hỏi cao tính đại danh của hai vị tráng sĩ. Người mặc áo hồng đáp Chúng tôi họ lã tên Phương, người ở Đàm Châu, Bình sinh chỉ thích theo đòi như lão bố, nhân tập đánh cây thiên phương quả kích, rồi ai cũng gọi tên là tiểu quân hầu lã phương. sau nhân đi bán thuốc cái đất sơn đông, bị thua lỗ mất cả tiền nông, không thể nào trở về cố hương được, đành phải tạm trú ở đây để kiếm ăn về nghề ăn cướp bốc. Về đâu có một tráng sĩ này ở đâu mới dẫn đến, muốn cướp lấy sơn trại của lã phương, lã phương muốn dàn xếp cho mỗi người một núi, mà tráng sĩ nhất định không nghe, bởi vậy hai bên đánh nhau kể đã mấy hôm nay chưa ai chịu nhường nhịn ai cả tống giang lại hỏi tên họ người mặc quần áo trắng người kia nói rằng chúng tôi họ quách tên thịnh người ở gia lăng thuộc tứ xuyên trước đây có học võ nghệ của trương đề hạt đất gia lăng luyện được cây kích tinh thạo người ta thường gọi là kiển nhân quý quách thịnh nhưng trước đi buôn thủy ngân đắm thuyền hết vốn Sao nghe nói ở đối ảnh Sơn đây có người đánh kích rất giỏi, mới đến chiếm Sơn Lâm để cướp bóc kiếm ăn, bởi vậy muốn qua đây thử ngón xem sao. Về đâu cùng nhau đối địch luôn mấy ngày cũng chưa phân được thua. Này cũng là sự bất thình lình gặp được hai ngài ở đây, thật là hạnh phúc. Tống Giang nghe nói lấy làm vui mừng, liền đem chuyện mình nói cho hai người biết và lại bảo rằng Cũng là dịp may mà tôi được gặp hai vị ở đây, Vậy tôi muốn khuyên cho đôi bên hòa giải. Chẳng hay các ngài có bằng lòng không? Hai người đều cảm mừng mà dâng lời. Bây giờ mấy đội nhân mã ở đằng sau cũng vừa tới đó. Tống Giang cùng qua Vinh dẫn hai người đến tiếp kiến mấy vị hảo hán kia. Đoạn rồi Lã Phương mời lên núi để tiếp đãi. Ngày hôm sau Quách Thịnh cũng mời sang núi để làm rượu khao mừng. Tống Giang liền bàn với hai người để cùng lên lương sơn bạc ở với tiểu cái thiên dương. Hai người đều vui lòng theo nhận, rồi lập tức thu thập người ngựa, sửa soạn vật liệu để cùng nhau khởi trình. Đương khi sắp sửa đi, thì bỗng Tống Giang bảo chúng rằng, hãy thông thả, không thể đi được. Này, mình đem tới bốn năm trăm nhân mã tới lương sơn bạc, bọn họ thế nào cũng có người dò thăm tin tức. Thẳng hoặc Họ cho là mình đánh lấy Lương Sơn thật, thì bây giờ không phải chuyện chơi. Vậy để tôi cùng Yến Thuận xin đi trước, bảo cho họ biết, rồi các vị sẽ chia làm ba đội lục tục đi sau. Tần Minh qua Vinh cùng mọi người đều khâm phục là phải, liền lui quân chia toán đi sau. Tống Giang cùng Yến Thuận mỗi người cưỡi một con ngựa, dẫn 15 tên tùy hành đi trước. Đi được hai ngày đường, rồi một buổi trưa nọ, đến một tiểu điếm ở bên cạnh đường cái quan tống giang cùng yến thuận bèn vào nghỉ để ăn uống khi vào tới trong điếm thấy có một chỗ ngồi ăn hơi rộng còn mấy nơi khác đều là chật hẹp cả trong một chỗ rộng đã có anh chàng mình dài tám thước sắc mặt hơi vàng hai con mắt lờ mờ có một hàng ria thưa thớt đầu đội khăn mỏ lớn mình mặc áo trù đen lưng thắt dây bao trắng dưới chân lá đáp đi đôi giày gai, dựng thanh gậy một bên, và để cả một bọc hành lý vào đầu bàn mà ngồi ở đó. Bây giờ Tống Giang cùng Yến Thuận gọi tử bảo đến mà bảo rằng, ta đi đây có đông người theo hầu, vậy hai chúng ta vào ngồi trong kia, rồi ngươi nói với người khách kia nhường chỗ rộng ấy cho bọn người nhà họ ngồi uống rượu. Nói đoạn Tống Giang cùng Yến Thuận vào ngồi ở trong, dặn tử bảo lấy rượu thịt cho bọn hầu ăn trước. Tên tử bảo thấy bọn theo hầu đứng đông chật cả nhà, liền đến bên cạnh người ngồi một mình kia mà nói rằng Phiền bác làm ơn nhường chỗ rộng này cho bọn người nhà hai vị quan nhân trong kia ngồi một chút. Chàng kia nghe gọi mình là bác thì cao mặt mà đáp rằng Đến trước ngồi trước, đến sau ngồi sau, người nhà quan nhân nào mà bảo nhường chỗ, lão gia không nhường cho ai hết. Yến Thuận nghe thấy vậy liền bảo với Tống Giang rằng Thằng cha này vô lễ quá. Tống Giang gạt đi rằng, mặt sát hắn, mình chấp làm gì. Bây giờ anh chàng kia quay vào nhìn Yến Thuận cùng Tống Giang mà tủm tỉm cười nhạt. Tên tử bảo lại nói với chàng ta rằng, bác xét cho chỗ hàng quán buôn bán, đổi giúp sang chỗ khác một chút đã hại gì. Anh chàng kia cả giận, vỗ tay lên bàn quát rằng, thằng danh con sất thật, khinh lão gia có một mình, bắt phải đổi chỗ ngồi hay sao? Mày phải biết có vua đi đến đây lão gia cũng không đổi. Nói to là đánh luôn bây giờ. Nào tôi đã nói gì? Mày dám nói gì mà nói? Yến Thuận thấy vậy, trong lòng không sao nhịn được, liền nói lên rằng. Anh chàng này nói đáo để chứ, không đổi thì thôi, làm gì mà rối lên vậy? Anh chàng kia đứng phắt dậy, dỡ lấy thanh đao mà nói rằng. Ta nói nó, không việc gì đến nhà anh. Lão già đầy khắp trong thiên hạ chỉ nể có hai người, còn ngoài ra đạp chân lên mà dẫm xuống đống bùn hết. Yến Thuận tức mình vớ lấy cái ghế ngồi, cũng đứng bắt dậy toan đánh. Tống gia nghe khẩu khí anh chàng kia cũng không phải tay dừa, liền đứng trắng ngang, khuyên giải cả đôi bên, rồi nói lên rằng, Xin các ông đừng lôi thôi nữa. Tôi xin hỏi ông này, vừa rồi ông nói rằng trong thiên hạ ngày nay có hai người, là ông chỉ vào ai đó. Anh chàng kia nói: "Tôi nói ra đây, chắc các bác cũng phải kinh sợ chứ không chơi." Dân: "Ông cứ nói cho tôi được biết tên hai người đó. Nghe nè, một người là con cháu Sài Tiếng Tôn ở quận Hoành Hải tên là Tiểu Toàn Phong Sài Tiếng, Sài Đại Quan Nhân." Tống Giang nghe nói sẽ gật đầu và hỏi luôn rằng: "Còn một người nữa là ai?" một người nữa lại to lắm nữa. Người này là Sơn Đông cập thời vũ Tống Công Minh, làm áp ti ở huyện Dận Thành khi trước. Tống Giang nghe đến đó thì trong Yến Thuận mà tủm tỉm cười. Yến Thuận cũng bỏ cái ghế xuống mà tươi hẳn nét mặt lại. Anh chàng kia lại tiếp luôn rằng, Lão gia chỉ trừ có hai người ấy, còn ngoại giả cho đến Tống Đại Hoàng đế cũng không cần tống giang nói khoan tôi nói câu này hai người ấy tôi đây cũng có biết ông cứ ngồi đây rồi sẽ gặp hai người ấy anh chàng kia nói rằng nếu ông đã biết thì tôi cũng không giấu làm gì cách ba năm trước đây tôi có ở nhà sài đại quan nhân hơn bốn tháng trời duy chưa được gặp tống công minh mà thôi vậy ông muốn gặp hắc tam lang hay sao hiện nay tôi đương đi tìm ông ta đây Ai bảo ông đi tìm? Người anh em ông ta là thiết phiến tử Tống Thanh, có đưa gia thư cho tôi để tìm đến ông ta. Tống Giang nghe nói cả mừng, liền dội chạy đến, ôm lấy chàng kia mà nói lên rằng. Thế mới biết, hữu duyên ngàn dặm cũng gần, vô duyên giáp mặt khó phần gặp nhau. Chẳng giấu gì, chính tôi là Hắc Tâm Lan Tống Giang đây. Anh chàng ngây người, nhìn kỹ Tống Giang một lượt, rồi thụp xuống lạy mà nói rằng Nếu vậy thì may quá, trời xanh xuôi khiến được gặp ca ca, bằng không thì tiểu đệ lại phải đến khổng thái công một phen chung quy vô ích. Tống Giang kéo chàng kia vào trong mà hỏi rằng Ở nhà tôi lâu nay có việc gì không? Chàng kia ung dung đáp rằng Dám bẩm ca ca, tôi họ thạch tên Dũng, người phủ đại danh. Bình sinh thích đánh bạc nên họ thường gọi là thạch tướng quân. Sao nhân trong đám bạc mà đánh chết người phải trốn sang xài đại quan nhân để ở? Xưa nay thường nghe tiếng ca ca, bèn đến quyện Trận Thành để tìm. Về dạ đâu ca ca bận việc đi vắng, duy có Tứ Lan ở nhà. Tứ Lan thấy đệ thăm hỏi ân cần. Liền mách cho chỗ ca ca ở tại nhà không thấy công bên núi Bạch Hổ và có gửi bức thư cho đệ mang đến đây. Tống Giang nghe nói trong bụng hơi ngờ ngợ, hỏi thạch dũng rằng khi qua nhà tôi bác ở đó mấy ngày có gặp phụ thân tôi không tôi chỉ ở đó một tối rồi đi ngay không thấy thái công đâu hết tống giang lại nói chuyện nhập đảng ở lương sơn cho thạch dũng nghe thạch dũng nói rằng tôi vẫn biết tiếng ca ca là người trọng nghĩa khinh tài vậy phen này ca ca lên ở lương sơn tất nhiên cũng cho tiểu đệ đi theo cái đó có khó gì hãy ngồi đây chơi nói chuyện một lúc đã. Nói đoạn liền chỉ Yến Thuận cho Thạch Dũng biết, rồi gọi Tử Bảo đem rượu lên. Thạch Dũng đứng dậy mở gói hành lý, đưa bức gia thư cho Tống Giang. Tống Giang tiếp lấy bức thư, nhìn ngoài phong bì không thấy có hai chữ bình an. Trong lòng càng lấy làm ngờ vực, dội mở ngay phong thư ra để đọc. Chàng lượt xem bức thư, thấy viết mấy chữ. Thân phụ bị bệnh, Tạ thế đầu tháng giêng năm nay, hiện còn đình cửu trong nhà, chỉ đợi ca ca về sẽ làm lễ an táng. Vậy ca ca sớm liệu trở về, chớ để em mong lỡ diệt. Em khóc quyết bái thư. Tống Giang đọc xong ngã ngất người ra, rồi ôm bụng mà kêu lên rằng, thằng con bất hiếu này, làm nên những tội ác dở dang để đến nỗi cha già bị chết không được trọn đạo làm con, như vậy có khác gì giống súc sinh kia nữa. Nói đoạn đập đầu vào dách mà khóc to lên, Yến Thuận Thạch Dũng vội vàng chạy đến ôm lấy Tống Giang. Tống Giang khóc lóc hôn mê hồi lâu mới tỉnh, liền bảo Yến Thuận Thạch Dũng rằng, Tôi đây không phải có bạc tình các anh em, song trước đây tất lòng chỉ dương dấn có cha già ở đó. Tới nay cha già đã mất, thì thế nào cũng phải trở về ngay, để các ông cứ diệt vào lương sơn bạc mới được. Yến Thuận khuyên rằng, này chẳng may thấy Công đã mất rồi, nếu ca ca có trở lại nhà cũng khó lòng được trông thấy mặt. Thiên hạ có bố mẹ nào mà sống mãi được với con? Vậy xin ca ca hãy thư thả khoan tâm dẫn anh em chúng tôi lên núi, rồi anh em chúng tôi cùng đến Sơn Trang, Vậy chẳng quá ra ổn tiện lắm không? Rắn không đầu làm sao mà đi được? Vậy nếu nhân huynh trở về, thì đến đó ai chịu thu nhận chúng tôi? Tống Giang gạt đi rằng, nếu tôi đưa các ông lên núi rồi mới trở về, thì mất nhiều ngày quá, không thể nào làm như vậy được. Này tôi xin viết một phong thư nói rõ tình hình mọi lẽ, để các ông đem cả Thạch Dũng tới đó và bọn Lương Sơn Bạc còn tôi phải về ngay mới được. Nếu không biết thì thôi, nay đã biết thì một ngày đằng đẵng coi tựa mấy thu. Không cần ngựa nghẽo, không cần người theo. Chỉ một mình tôi phải về ngay lập tức mới yên. Hai người cố tình lưu giữ không được. Tống Giang lập tức gọi tử bảo đem mượn bút mực, vừa sụp sùi vừa viết phong thư, ân cần dặn dò ở trong, rồi không kịp dán phong bì mà đưa ngay cho Yến Thuận. Đoạn rồi cởi lấy lá đáp cùng giày gai của Thạch Dũng quấn vào chân, lấy một ít tiền bạc, dắt con dao lưng và cầm lấy thanh gậy của Thạch Dũng. Toàn lập tức đi không ăn uống chút gì vào miệng. Yến Thuận dìu lại mà rằng, ca ca đợi tần tổng quản cùng qua tri trại đến đây rồi đi cũng được, làm gì mà phải tháo thứ vậy? Tống Giang nói, tôi không thể nào đợi chờ được nữa, bức thư của tôi đó rồi, không ngại điều chi. Hiền đệ Thạch Dũng khá nói chuyện đầu đuôi cho mọi người biết và từ tạ anh em giúp tôi. Tôi bây giờ làm thế nào mà một bước nhảy về ngay được tới nhà thì mới thỏa lòng được. Nói xong cắm đầu cắm cổ mà ngần ngừ thẳng bước ra đi. Tha hương bước một ngại ngần, giang hồ tình nặng tử thần nghĩa sâu. Cương thường chót giót ngàn thâu, Lấy ai khóc nổi bể dâu cho đời. Bây giờ Tống Giang ra đi, rồi Yến Thuận Thạch Dũng cùng nhau ăn uống một lúc, trả tiền hàng mà kéo nhau ra đi. Thạch Dũng cưỡi ngựa của Tống Giang, cùng Yến Thuận dẫn lũ theo hầu, đi được năm bảy dặm đường, tìm vào một hàng cơm để nghỉ. Vào khoảng buổi trưa hôm sau, ba bộ quân mã cũng đều tiếp đến. Yến Thuận Thạch Dũng tiếp mấy vị hảo hán, rồi đem chuyện tống giang cho mọi người nghe. Các vị hảo hán nghe nói đều trách Yến Thuận, không biết lưu tống giang ở lại. Thạch Dũng bảo với mọi người rằng, tống ca ca nghe nói phụ thân mất, thì vội vàng giật giả khóc lóc, rồi sụt sạo ra đi, không thể nào mà lưu lại được. Hiện có viết một bức thư để lại đây, dặn chúng ta cứ mau mau lên núi, không ngại điều chi hết. Qua Vinh cùng Tần Minh xem thư xong, bàn với mọi người rằng bây giờ dơ dẫn giữa đường tiến thoái đều khó trở về không được mà cùng nhau chia rẽ ở đây tất là không tiện vậy bất nhược ta cứ đến đó xem sao nói đoạn liền bảo chính vị hảo hán cùng đi dẫn một toán 400 quân mã kéo đến Lương Sơn tìm đường lớn để lên núi khi tới gần Lương Sơn tới một khu rừng bên cạnh bờ lao chợt thấy trên mặt nước có tiếng chiên trống gian trời cờ bay phất với. Trong đầm nước, có hai chiếc thuyền đi ra. Một chiếc thuyền đi trước có bốn năm mươi tiểu lâu la và một vị đầu lĩnh. Báo tử đầu lâm sung ngồi trước mũi thuyền. Thuyền sau cũng ba bốn mươi tên lâu la, một vị đầu lĩnh ngồi ở trên mũi thuyền là xích phát quỷ lưu đường. Bây giờ Lâm xung trông thấy bọn kia đi đến, liền quát lên hỏi rằng, Các người quan quân ở đâu, dám đến đây thu bắt bọn ta? các người phải biết bọn hảo hán ở lương sơn bạc đây nếu trêu vào thì không một thằng nào sống được bọn qua vinh tần minh nghe nói vội vàng xuống ngựa đứng trên bờ mà nói rằng chúng tôi không phải là quan quân ở đâu hiện có thư của tống công minh ca ca đưa đến xin vào nương tựa ở đại trại ở đây lâm xung nghe vậy liền nói rằng nếu có thư của tống công minh thì xin mời các ngài đến tửu điếm đằng kia sẽ tiếp kiến Nói đoạn rồi đứng trên thuyền dãy lá cờ xanh. Có một con thuyền ở giữa đám bụi lau đi ra. Trong thuyền có ba người ngư phu, một người ngồi lại coi thuyền, còn hai người lên bờ nói với bọn qua vinh rằng Xin mời các vị tướng quân đi theo tôi đến đằng này. Đoạn rồi hai chiếc thuyền đều thổi còi lên hiệu, phất ngọn cờ trắng, nổi tiếng thanh la mà chục đi mất. Mọi người trông thấy kinh ngạc bảo nhau rằng Nay mới thấy Lương Sơn Bạc danh bất hư truyền, trách nào Quan quân không dám chạm đến đây, sơn cãi chúng ta bao giờ theo kịp cho được. Bây giờ bọn Qua Vinh đi theo người Ngư phủ, đi quanh trên con đường phẳng lặng rộng, một lát thì tới tiểu điếm Chu Quý. Chu Quý thấy chúng đến thì vui mừng đón tiếp, sai mổ hai con bò làm rượu mời bọn họ. Bọn Qua Vinh đưa thư của Tống Giang cho Chu Quý xem. Chu Quý xem xong, bèn đến chốn Thủy Đình bắn một phát tên vào đám lao để ra hiệu. Phúc chốc có Tiểu Lâu La chở một chiếc khoái thuyền ở trong đám lao đi ra. Chu Quý đưa thư cho Tiểu Lâu La và dặn dò đầu đuôi để lên báo trước sơn trại. Ngày hôm sau, quân sư Ngô Học Cứu dẫn hai ba mươi chiếc thuyền lớn ra tự điếm Chu Quý để đón tiếp mọi người. Ngô Học Cứu cùng Chu Quý mời chính vị hảo hán đem các đồ hành lý vợ con cùng nhân mã xuống thuyền cùng đi vào bến kim sa khi tới bến đã thấy tiều cái cùng các vị đầu lĩnh lương sơn đều ăn mặc nhung phục dẫn phường nhạc ra đón tiếp tiều cái cùng chính người bọn qua Vinh thi lễ rồi cùng lên ngựa đưa về tụ nghĩa sảnh hồi đó bạch nhật thử bạch thắng đã nhờ được mưu kế của quân sư ngô học cứu mới vượt được ngục tế châu mà cùng về ở đó. Bọn tiều cái, ngô dụng, công tôn thắng, lâm sung, lưu đường, nguyễn tiểu nhị, nguyễn tiểu ngũ, nguyễn tiểu thất, đỗ thiên, tống dạng, chu quý, bạch thắng, đón bọn qua vinh, tần minh, hoàng tính, yến thuận, dương anh, trịnh thiên thọ, lã phương, quách thịnh và thạch dũng vào tụ nghĩa sảnh. Rồi tự ngồi sang phía bên ghế tả chính vị hảo hán kia ngồi vào phía bên ghế hữu hai bên phân tọa chỉnh tề ở giữa đốt lò hương lớn rồi các vị hảo hán cùng thề ước với nhau bọn tiểu cái sai giết trâu ngựa mở tiệc khao mừng và sai dọn phòng ốc ở sau núi để gia quyến các vị hảo hán ở lại cho bọn thân nhân theo hầu các vị hảo hán mới đến đều dự tiệc cùng đám tiểu đầu mục ở sơn trại trong khi dự tiệc hoa vinh cùng tần minh từng xưng tán đức tốt của tống giang và đem chuyện báo ơn báo quán ở núi thanh sơn thuật lại cho các vị đầu lĩnh nghe bọn tiều cái nghe vậy ai cũng có vẻ vui mừng sau khi nói chuyện lã phương quách thịnh đánh nhau hoa vinh bắn một mũi tên đứt đôi cái ngù buộc kích thì tiều cái có ý không tin liền ấm ứ đáp lại rằng nếu có được tài bắn như vậy thì hôm nào thử thí nghiệm xem sao. Ngày hôm ấy, đôi bên đều mở lòng uống rượu. Chi chén đã hơi say, các vị đầu lĩnh liền mời bọn qua vinh đi quanh nhìn phong cảnh, rồi lát nữa lại vào dự tiệc. Các vị hảo hán cùng các vị đầu lĩnh đều dắt tay nhau dạo xem phong cảnh trước núi, rồi cùng nhau ra đến để tam quan. Đường khi xem ngắm chợt thấy tiếng chim hồng kêu ký két ở đằng xa bay lại. Qua Vinh nghĩ thầm trong bụng rằng, Tiểu cái nghe ta nói bắn đứt cái ngù buộc kích, thì ra dáng không tin, chỉ bất ngược tiện đây ta bắn thử một phát cho họ biết tay mới được. Qua Vinh nghĩ đoạn, liền mắt nhìn thấy trong bọn theo hầu đi đó, có người đeo sẵn cung tên, chàng liền mượn lấy cung tên để bắn. Khi cầm lấy xem, thấy cây cung nô kim thước hoạch ống ả dễ coi chính là hợp ý cho hoa vinh chàng liền giơ cung cầm tên bảo với tiểu cái rằng vừa rồi các vị đầu lĩnh thấy nói hoa vinh này bắn đứt dây ngù buộc kích nghe chừng có ý không tin vậy nhân có hàng nhạn bay qua tôi xin bắn một con để các ngài coi thử tôi định bắn con nhạn thứ ba bay ở trên kia nếu không trúng thì xin các ngài đừng chê cười Nói đoạn dương cung nhắm thẳng lên trên, bắn đến tách một cái, thì quả nhiên con nhạn thứ ba rơi xuống núi. Tiêu cái sai quân lượm về để xem. Thấy mũi tên đúng giữa đầu con nhạn, ai nấy đều lấy làm kinh ngạc bái phục là mũi tên thần. Ngô học cứu xưng tán qua vinh rằng, cứ như tay thần của tướng quân thì không những dí với tiểu lý quản, dẫu đến ngay dưỡng do cơ cũng khó lòng mà đọ được. Thật là may mắn cho sơn trại mà có ngài đến ở đây. Từ đó các vị đầu lĩnh đều lấy làm kính phục Qua Vinh, rồi cùng nhau trở về yến hội. Ngày hôm sau trong trại lại đặt tiệc ăn mừng, và bàn định ngôi thứ các vị hảo hán mới tới. Tần Minh đáng lẽ ngồi trên đám đó, song có Qua Vinh là anh vợ nên các đầu lĩnh mời Qua Vinh ngồi ghế thứ năm, dài dưới lầm xung mà để Tần Minh ngồi ghế thứ sáu, Lưu Đường thứ bảy. Hoàng tính thứ 8 Dưới ba anh em họ Nguyễn Xong đến Yến Thuận Dương Nụy Hổ, Lã Phương, Quách Thịnh Trịnh Thiên Thọ, Thạch Dũng Đỗ Thiên, Tống Dạng Chu Quý và Bạch Thắng Cộng tất cả 21 vị đầu lĩnh Cùng ngồi dự tiệc với nhau Sau khi Yến tiệc vui mừng Trong sân trại lại chế thêm thuyền bè Nhà cửa xe pháo giáo gươm Cùng các đồ cung tên cờ giáp để phòng khi cự địch quan quân giang sơn riêng một góc trời cơ mưu trí dũng trên đời kém chi sẵn sàng võ bị binh suy cư an phải có tư nguy mới là bên kia tống giang từ khi chia tay cùng yến thuận thạch dũng liền vội vàng đi gấp đường để trở về cố lý chiều hôm đó đi đến một tiểu điếm của trương xã trưởng vốn là một người tử tế với tống giang từ xưa nay nay thấy tống giang đi xa mới về mà nét mặt buồn bã như chiều thần nuốt hạt châu liền có ý băn khoăn mà hỏi rằng át tì đi vắng hơn một năm nay bây giờ mới về chơi nhà mà sao nét mặt buồn bã làm vậy chẳng hay trong bụng có gì không vui chăng bây giờ gặp việc quan tư đã tới kỳ ân xá Chắc là át Ti cũng được giảm tội đi rồi thì phải. Tống Giang đáp rằng, Lão thúc dậy phải lắm, Tôi bây giờ việc quan tư cũng chẳng ngại gì, Duy phụ thân sinh ra tôi mới mất, Thì lẽ nào mà không đau khổ trong lòng. Trương xã trưởng nghe nói cả cười mà rằng, át Ti điên hay sao, Lại nói chuyện buồn cười như vậy. Thái công nhà ngài vừa mới ngồi uống rượu ở đây, vừa mới về được một lúc rồi, sao lại nói lạ quá vậy? Tống Giang ngạc nhiên nói rằng, Thúc Thúc đừng nên nói gạt làm gì, tôi đưa thư cho Thúc Thúc xem. Đây là bức thư của Tống Thanh viết rõ ràng là cha tôi mất dạo tháng giêng chỉ đợi tôi về làm lễ thiên tán đó mà. Xã trưởng cầm lấy thư xem. Rồi vỗ tay mà kêu lên rằng, Quái lạ, sao lại có thể được? Chính lúc trưa cụ giúp dương thấy công ở đông thôn, vừa mới uống rượu ở hàng tôi xong, khi nào tôi lại nói sai? Tống Giang nghe nói lấy làm quái lạ không hiểu ra sao, đành ngồi ở đó đến tối, rồi mới từ giả xã trưởng mà lẻn về nhà. Khi tới cửa trang thấy cửa nhà vẫn êm ả, không có việc gì động tĩnh khác thường. Bọn trang khách thấy Tống Giang về thì ai nấy vui mừng mà chạy ra đón. Tống Giang lại hỏi ngay rằng Phụ thân ta cùng Tứ Lan có nhà không? Tụi Trang Khách nói Thái công ngày nào cũng mong mỏi áp ti đã mòn cả mắt Ngày nay trông thấy áp ti về chắc là vui mừng không biết đâu mà kể Thái công đi uống rượu cùng Dương Thái công ở nhà trương xã trưởng mới về vừa xong Hiện đang nằm ngủ trong phòng đó Tống Giang nghe nói càng lấy làm lạ Rồi dứt thanh gậy xuống rồi đi thẳng vào thảo đường Bây giờ Tống Thanh thấy anh về, Vội vàng chạy ra đón lạy chào rất là ân cần. Tống Giang thấy Tống Thanh quả nhiên không mặc đồ hiếu phục, thì trong bụng đùng đùng nổi giận, chỉ mặc Tống Thanh mà mắng rằng, thằng súc sinh này vô lý quá, cha còn sống sờ sờ kia, sao mày dám giết giấy nói liều, để cho ta trực tự tử ở giữa đường, không còn thiết đến cửa nhà chi nữa, mày là đồ bất hiếu như vậy. Tống Giang vừa nói đến đó, Tống Thanh chưa kịp trả lời. Thì đã thấy Tống Thái Công ở trong bình phong đi ra, gọi Tống Giang mà bảo rằng, còn không nên gắt mắng em nữa, cái đó không can thiệp gì đến nó, vì ta mong mãi không thấy con về, nên mới sai em con viết thư như vậy cho con phải về ngay. Giả lại ta nghe nói Bạch Hổ Sơn có nhiều trộm cướp, sợ khi con bị họ bắt bớ rồi bức bách làm nghề lạc thảo, gây nên những tội bất hiếu bất trung. Nên nhân thấy Thạch Dũng qua đó, phải gửi thư cho con về lập tức. Cái đó đều là mệnh lệnh của ta, còn không nên mắng em con nữa. Tống Giang nghe nói rồi đổi nét mặt làm vui cười, lạy rạp xuống đất mà thăm hỏi hàng nguyên, rồi mới kể đến việc quan ở huyện Thái Công bảo với Tống Giang rằng Khi hai anh em con đi rồi May nhờ có Chu Đồng và Lôi Hoành Chu Toàn che chở giúp cho Nên công việc cũng hơi được ổn thỏa Chỉ từ giấy đi truy bắt các nơi Mà trong nhà không còn lôi thôi gì nữa Gần đây nghe nói triều đình sắc lập Hoàng Thái Tử lên ngôi vua Có dán một đạo xá thư Phàm kẻ nào có tội nặng đều được giảm bớt cả cho bởi vậy ta lại cũng mong con về đây bây giờ dẫu có bắt được cũng đến đi đầy ải mà thôi không có gì là nặng lắm hãy để đó xem sao tống giang nhân hỏi đến chuyện chu đồng và lôi hoành thái công đáp rằng mấy bữa trước thấy nói hai người cùng đi diệt quan vắng hết chu đồng thì sai đi đông kinh còn lôi hoành thì không biết rằng sai phái đi đâu Hiện nay trong quyện có hai người quyền mới đều là người họ triệu. Cha con ngồi chuyện một lúc, rồi thấy công bảo Tống Giang đi ngủ sớm cho đỡ mệt. Khi mặt trời mới mọc, vào khoảng hết trống canh một, mọi người trong nhà đâu đấy đã ngủ yên phăng phắc, thì chợt thấy đuốc sáng trực cả lên, cửa trước cửa sau ồn ào kêu thét, rồi có tiếng quát lên rằng, Bắt lấy Tống Giang, đừng để chạy mất! cả nhà nghe thấy kinh sợ hãi hùng, không biết đầu đuôi xử trí ra sao. Hay là trăng trong soi bóng tử thần, hỏi rằng có thấu gian truân nổi đời, bấy lâu gốc bể bên trời. Nào khi trốn tránh, nào nơi lọc lừa, nhưng tình trái mấy nắng mưa, giang hồ còn chút thân thừa là đây. Hiếu trung chất một lòng đầy, dí không non nước Thân này kém ai Ai lên nhắn nhủ thử trời Còn thân chắc cũng còn nơi dễ dùng Lời bàn của Thánh Tháng Hồi này rất nhiều chi tiết Một tiết trại thanh phong khởi hành Một tiết gặp Lã Phương Quách Thịnh ở núi Đối Ảnh Một tiết gặp Thạch Dũng ở Tử Điếm Một tiết Tống Giang nhận được gia thư Một tiết Lương Sơn Bạc canh phòng cẩn mật một tiết qua dinh bắn nhạn trổ tài, sau một tiết tống giang trở lại nhà. Đọc đến trại thanh phong khởi hành, với số xe ngựa tướng binh, kể qua một lượt phân phối một lượt, rõ ràng một đoạn sử ký. Đọc đến một tiết đấu kích ở đối ảnh sơn, thấy tác giả diễn ra một án văn bỗng đâu rất thú. Đó tả một tướng quân trẻ tuổi, phải được như thế. Đọc đến một tiết tả thạch dũng Cần xem tả được Thạch Dũng tướng quân như hổ giữ ngăn đường, thật là đáng khiếp. Chỉ chịu phục hai vị hào kiệt, có người hào kiệt mới chịu phục nhau, thì có người hào kiệt đối với thiên hạ như thế nào? Đọc đến một tiết Tống Giang được thư nhà, cần xem chỗ Thạch Dũng chả đưa thư ra ngay, lại không rõ sự thể trong thư nói gì. Chỉ coi thông thường, làm cho Tống Giang mừng quýnh, sau khi uống rượu nói chuyện mới dở thư xem. Chưa kịp xem thư, thấy không để hai chữ bình an ngoài phong bì, khiến Tống Giang ngờ đều dùng ngọn bút kỳ ảo. Đọc đến tiếc Tống Giang chạy về chịu tan, Cần xem tác giả vẽ sống lại con người buôn tan, nào đổi giày bỏ gậy, bỏ ngựa, dắt đau đó là dịu bút ra ngoài phận sự. Đọc đến một tiết thủy bạc, cần xem xã bài trí hùng lệ, hiệu lệnh nghiêm trang, cần xem chỗ giữ cẩn theo phép, cần xem chỗ lo sâu nghĩ xa, cần xem chỗ hỏi han cặn kẽ, cần xem chỗ không dội tin lời nói, cần xem chỗ không hờ hững khách xa, đều dùng bút rất hết ý. Đọc đến tiết qua vinh trổ tài bắn nhạn, cần xem chỗ bắn giữa đám anh tài, xin định bắn con nào, còn khiêm tốn sợ không đúng, thấy qua vinh văn nhã hơn người đọc đến tiết tống giang về nhà cần xem chỗ chợt vào nhà trương xã trưởng nói chuyện lại e không tin sao tả thêm một dương xã trưởng cùng uống rượu nữa đó hình thể lối hành văn